Còn đồ mở tủ lạnh đó, như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ mở tủ lạnh đây à? Đó, kia nữa. Bạn có thể ăn một sống. Cha biết bảo hôm nay mình ăn rất là cay. Vì tôi mày được. Đây là mì sống của Hàn Quốc. Cực kỳ cay. Bình thường này, ờ, đây à. Vậy, chúng ta sẽ mở thứ hai nha. Còn đây là mì cà tiền. Còn đây là mì tôm rất là cay. Và xin giới thiệu các bạn, đây là chú Ngưu.